Hồi đó là cô cưới nó rất là khờ, nó không biết gì hết, nó 20 tuổi mà nó không có biết làm gì hết á. Xong ngày đám cưới rước dâu về, nó đi te xuống dưới bếp với nó nói gì nè: mẹ với mấy dì rồi mấy cô mấy chị rồi này kia rửa chén với chùa nào cho con nha, chứ con là không có rửa chén, không có chùa nào. Có một tháng thôi là hai vợ chồng con tiến tới hôn nhân. Cái lúc đó kiểu như là còn nít ở chỗ mà cái không có suy nghĩ gì trơn, vô tư lắm, con ít tâm sự với mẹ nhiều cho nên là con với mẹ không hiểu nhau. Con thì thích kinh doanh một cái nghề khác, con vẫn đam mê cái nghề kinh doanh bên mỹ phẩm của con, nhưng mà mẹ không đồng ý. Chợ người ta nói là bố sao hai cha ông bà này im ru vậy trời, thấy con ở chỗ này gọn nhà gọn xe tải một xe luôn nó đi, mà hai vợ chồng tôi vẫn làm thinh, tại vì con nó tự nó quyết định nó lớn rồi. Hai vợ chồng tôi vẫn ở dưới tiệm không nói một tiếng nào, tới chừng hai chồng đem xuống trả chìa khóa nhà cho tôi. Nguyên Linh và Lê Lộc rất vui được chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghe những cái câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu, và xin chào đón mẹ chồng nàng dâu xinh đẹp đến với chương trình. Dạ chào cô. Xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Tôi Nguyễn Thị Thế, sinh năm 63, 61 tuổi. Chị có mấy cháu rồi? Chị có 3 cháu. Lớn đứa là con gái thứ nhất là Tử Dần, còn chồng của ông Tiền này là thứ ba. Dạ. Là Trần Thư Hoàng, là đó đó là cô, là cô coi trong phim không? Là đặt Trần Thư Hoàng là dòng sông Ly Biệt cái gì đó. Ôi, dòng sông Ly Biệt. Đúng. Rồi rồi mới tới thằng trai út của cô là tuổi Quý Dậu, là cô đặt nó tên là Trần Thối Văn. Trời ơi. Mê phim dòng sông Ly Biệt. Là tại vì mình coi mấy bộ phim ở đó dữ lắm hay luôn. Đúng rồi, ở đó dữ lắm hay luôn, là bắt đầu mình đương mang bầu, cái bắt đầu mình coi trong đó cái mình đặt luôn. Vậy là tại vì mình hỏi Trần. Không có phim đồng tiền thương máu giùm tôi nữa. Rồi. Dạ, chào chú Nguyên Linh, chào chị Lê Lộc. Em tên là Thanh Tuyền. Năm nay em sinh năm 1992. Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ là 12 năm. Ôi. 20 tuổi lấy chồng. Ở ngoài là 32 mà trong giấy là 31. Còn ngoài chồng nữa chứ. Giống mẹ chồng quá. Con dâu của cô là tuổi Thân. Mà trong nhà của cô này ha, người ta nói á, Dần, Thân, Tỵ, Hợi là tứ thành xung phải không? Dạ. Nhà của cô là đủ 4. Wow. Con gái của cô thứ hai là tuổi Dần. Chồng của cô là tuổi Hợi, nó là tuổi Thân, chồng của nó là tuổi Tỵ. Rồi cô đâu? Cô là tuổi Mão. Mão mẹo đó. Mẹo đó. Cái ngày đầu tiên mà con dâu nó về, rồi mình thấy, nhìn qua nhìn lại mình thấy nó làm sao? Nói chung là hồi đó là cô cưới nó rất là khờ, nó không biết gì hết, nó 20 tuổi mà. Mà trong khi bên xuôi của cô á là nhà có người làm hết, nó không có biết làm gì hết á. Mình cưới nó về, mình nói mình cưới, bởi vì mình là phận đàn bà, mình biết con dâu mình nó còn nhỏ, mình về mình dạy nó. À, cưới về để dạy đúng, đúng không? Đúng rồi, cưới nó về đó ha. Là xong ngày đám cưới rước dâu về, nó đi te xuống dưới bếp với nó nói gì nè: mẹ với mấy dì rồi mấy cô mấy chị rồi này kia rửa chén với chùa nào cho con nha, chứ con là không có rửa chén, không có chùa nào. Trời đất ơi, là tại vì nếu rửa chén chùa nào sau này con cực lắm. Nó xuống ngay xuống bếp, mấy dì nữa mấy chị nó nhóc hết trơn gì, nó nói tỉnh quèo cái nó lên trên phòng ở bếp trên luôn. Giờ rút kinh nghiệm mấy cô mà lấy chồng về, lần đầu tiên là phải ác mẹ chồng luôn, la mẹ chồng luôn. Nó không có quét nhà, không có làm gì chơi. Không có làm gì nha. Cô làm mà nó còn chê là cô làm không sạch á. Vậy đó hả? Ừ, nó khờ, nó không có hiểu là gì. Nhưng mà cái lúc đó là mình nó giỡn hả? Hay là mình em là thẳng tính. Nó thẳng tính lắm, nó muốn nói gì nó không có sợ ai chứ á. Vậy hả? Mới sợ. Mình nói trước mặt mẹ. Trước mặt mẹ rồi trước mấy cô mấy gì mình sợ không? Hình như là nó vô tình, nó không có sợ. Đôi khi nó không phải nó không biết mà nó không biết, không sợ ai, nó không biết ai luôn. Nó thẳng là từ hồi cô nói cưới nó về không? Con không nhớ cái chuyện đó. Nó không có quét một cái nhà cho cô luôn. Cái không quét nhà là có. Tại vì hồi ở bên chị xui của cô là nó không có bận gì chứ, nó không biết. Sáng sớm là cô với cái chú đợi hai tiệm. Cô là bán một tiệm tạp hóa, chú bán bên tiệm Nhật Tư. Thì hai vợ chồng nó xong rồi cái nó lại nó tiếp được gì tiếp, nó không tiếp thôi tới tối cô về. Tối cô về nó muốn mặn gì luôn á. Không biết mặn. Nhưng mà cái lúc mà cô cưới về rồi cô có chỉ dạy không? Ví dụ mình nó về xong rồi bắt đầu mình mới chỉ dạy. Nó không có biết. Vậy trước khi mình làm dâu mình không có hỏi chuyện cách nào để làm dâu nó tốt hết con? Dạ không. Năm đó là con 20 tuổi, con với chồng con là biết qua bên nhảy audition á. Có một tháng thôi là hai vợ chồng con tiến tới hôn nhân. Cái lúc đó kiểu như là còn nít ở chỗ mà cái không có suy nghĩ gì trơn, vô tư lắm. Bên mẹ là từ nhỏ lớn là từ chiếc xe con chưa có bằng lái tới giờ hiện tại chưa có luôn. Trời ơi, tới bây giờ là ba bằng lái luôn á. Ba đưa rước tới có chồng là chồng đưa rước luôn. Giờ nó đâu có đi xe nữa đâu, nó hoàn toàn ngồi trên xe du lịch không.
chồng nó lái không, là cô mua xe du lịch và chiếc CRV cho hai vợ chồng nó từ hồi năm 2018 tới giờ. Thôi khỏi thì bằng lái luôn, khỏi thì người nó đâu có đi xe, xe đâu thì bằng lái. Dạ. Mình biết lái xe thì cái xe đó mới là nó phụ thuộc cho mình. Dạ. Chú nói vậy thôi, còn chồng con. Xong rồi cái bắt đầu nói lợi rằng tiệm cô á thì nhà ở thì không có nấu cơm. Dạ. Tại lúc nó mới về là có chị chồng đó là nấu cơm nấu nước sẵn trơn à. Dạ. Cô bán một cái tiệm tạp hóa ngay chân đó luôn, là cô đi ra khỏi cho hết vợ chồng nó. Hai vợ chồng nó mới vô trong cái tiệm đó mới mua bán cho là cô đi ra mình không luôn mà. Xong rồi cô bàn giao cái tiệm cho hai đứa nó ở đó luôn, nó ở riêng luôn ở đằng đó. Nhưng mà sau này nó nấu cơm giỏi, là nó nấu cơm cho hai vợ chồng của cô ăn là cả chục năm nay đó. Wow. À vậy đó hả? Là nó học ở trên mạng, nó nấu hay nó làm cũng đủ thứ hết trơn á. Mà tại vì cô với ông xã cô là rất là dễ, ăn cái gì cũng được. Sáng thì mình ở chợ đó, sáng ăn sáng xong thì tới 12 giờ 1, 2 giờ cái nó nấu cơm ngâm cơm nó đem xuống. À mình hợp với mẹ chồng cái gì con? Lựa quần áo, hai mẹ con nói chung là khi mà vô cầm điện thoại coi là giống như là con khen là mẹ sẽ cũng khen. Rồi hai mẹ con chốt cái đặt đồ trên mạng về. Nói chung là hai mẹ con thích mua sắm. Dạ đúng rồi. Hợp với mua sắm này, rồi hợp với ăn uống không? Dạ ăn uống cũng hợp. Ăn uống mẹ cũng hợp dễ lắm. Vậy đó hả? Ví dụ như hôm nào con bận, ví dụ con chiên trứng thôi cũng được nữa, làm ba mẹ vẫn ăn bình thường. Có gì mà con chưa hợp với mẹ chồng không? Con ít tâm sự với mẹ nhiều. Cho nên là con với mẹ không hiểu nhau. Con thì thích kinh doanh một cái nghề khác, nhưng mà do mẹ là lúc trước là mẹ đã cho tụi con cái tiệm tạp hóa. Mẹ thì mần cái nghề đó rất là lâu rồi, nhưng mà đến khi mà mẹ sợ nghỉ cái nghề đó tiếc. Nhưng mà đến hiện tại con vẫn đam mê cái nghề kinh doanh bên mỹ phẩm của con. Mà nhưng mẹ... mà mẹ không đồng ý. Nói ra nó ức rồi thấy chưa. Nhưng mà mình sao mình không chia sẻ với mẹ, mình tâm sự với mẹ? Nhiều khi có bao giờ con buồn con khóc về điều đó không? Con khóc nhiều lắm. Nhiều. Có tâm sự với mẹ không? Không dám con hả? Ừ, đó cho con khóc là giống như kiểu là con giấu xong rồi. Đó. Ít nói chuyện với mẹ lắm. Từ khi mà về nhà em thấy trong gia đình của bên gia đình chồng em á, ít tổ chức những cái giống như sinh nhật tổ chức cho mẹ. Thì em là người đứng ra là sẽ nói với chồng. Nói chung là không có trực tiếp là à mẹ ơi sinh nhật con tặng mẹ, mà thông qua chồng, anh phải mua cái này cho mẹ, làm cái này cho mẹ, là em thông qua chồng hết. Chồng em sẽ đứng ra nói chuyện qua hết từ mẹ chứ em không có nói. Nói chung là nói chú Quyền Linh, tôi điện thoại nó không bao giờ bắt. Chồng nó bắt không à. Cũng như là không biết nó ngại bên mẹ một cái gì là mình không có biết. Ngại gì con nói cho mẹ nghe đi. Nó không bao giờ nghe điện thoại, chồng nó nghe điện thoại không cái gì. Tức là không em rất là, con rất là thương mẹ, thương ba. Giống như là chồng con lúc trước giờ là rất là vô tâm với gia đình, không có để ý tới ba mẹ. Ví dụ như đi chơi hay gì là con phải chủ động nói là anh ơi mua cái này về cho mẹ, mua cái này về cho ba, nhưng mà anh phải chính tay đem. Hoặc là sinh nhật của mẹ là con sẽ kêu con của con đem quà tặng cho mẹ, chứ con không có đem tặng. Lý do tại sao cái khoảng cách nó vẫn còn xa như vậy, trong khi mình ở tới cả chục năm trời rồi con? Chồng con rất là vô tâm, nói chuyện với mẹ rất là hổn, con không thích điều đó. Trước là chồng con rất là kiểu như là vô tâm với ba mẹ lắm, không có để ý tới ba mẹ chứ. Nhưng mà từ khi mà chồng con ở với con, kiểu như là con không có trực tiếp nói gì với ba mẹ, nhưng mà con sẽ làm cho chồng con phải hiếu thảo với ba mẹ. Con lại làm cho cái khoảng cách giữa mẹ con với con xa hơn nữa. Thay vì con cứ thân thiện, con cứ tới à mẹ quà của chồng con tặng nè, con cứ nói cũng được mà. Còn tại sao mình phải đưa con mình tới tặng cho mẹ? Tự nhiên cái khoảng cách đó mẹ cũng thấy rất là xa. Thậm chí tại sao mẹ gọi điện con bắt máy, con phải chủ động bắt máy để con à mẹ cần gì, mẹ alo gì đó. Có đôi khi nó là gượng gạo đó, những cái giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà chú nghĩ rằng nếu mà chúng ta chủ động làm cái việc đó trong một thời gian thôi, nó trở thành một thói quen, chỉ cần nghe tiếng điện thoại thấy chữ mẹ chồng hay gì đó là mình bắt máy luôn, thì nó sẽ trở thành thói quen và từ đó cái khoảng cách nó sẽ gần lại với nhau. Đó, ngay cái chuyện mà mẹ con gọi điện con không bao giờ bắt máy thì mẹ con cũng thấy là trời nhỏ này sao nó ở với mình mà tới bây giờ vẫn vậy. Làm dâu 12 năm mà sao mà ví dụ như có chuyện gì là tôi với ba nó là đều đem lên nhờ nó hết, là tại vì nó biết rành hết. Thí dụ như bây giờ tôi muốn chuyển khoản mấy trăm triệu cho người ta thì nó vẫn lên nhờ nó chuyển khoản giùm, tại vì cái tài khoản của tôi, nhưng mà tôi không có biết bấm sao để chuyển khoản. Vậy mai chứ đưa nó số tài khoản nó xài luôn. Nhưng mà cái là nó mẹ lên là mẹ kêu mẹ sai cái gì thì làm theo nấy, nhưng mà nó vẫn khoảng cách. Là cũng như là tại vì con á, là tại vì tôi hay cào nhào, là thì nói chung là cho nói với chú Quyền Linh là mình là người lớn tuổi, mình sợ những cái mà nó con mình nó không có chín chắn, là sợ mình sợ đủ thứ là mần nó không thành công. Cho nên thành ra thì
mẹ mà bảo thủ mà, người lớn tuổi bảo thủ lắm. Bảo thủ. Ờ, sợ dù biết rằng đứa con tiền nhưng mà sợ con bằng thất bại. Bây giờ mình đưa cho con mình 100-200 triệu, 200-300 triệu mình có tiền mình đưa, nhưng mà suy nghĩ biết con mình nó bằng được hay không. Mình sợ con mình bằng cái này không đúng, bằng cái kia nó không đúng. Tại vì mình cũng thương trường là chiến trường mà, mình đã bằng tranh rồi. Nên thành ra tôi với ba tôi, ba nó rất sợ. Sợ con nó bằng nè, nó không bằng mình, nó không có để ý những cái nó sơ xuất. Thí dụ giờ mua bán có cái nó, thí dụ 10 món thì nó cũng thành công, chú bán được 7 món thôi, còn 3 món là không bao giờ bán được. Nên thành ra mình rất là dè dặt, mình kêu con ơi phải cẩn thận. Thí dụ nó cởi mở lòng thì nó nói ừ mẹ ơi, con mặn cái đó được, mặn kia được. Ờ giờ tiền nó xuống nó tâm sự cho mình biết, con này không có. Nó không tâm sự mà nó cũng không nói. Nó cũng giữ kẻ đó, để nó tự làm cái đam mê của nó. Nó có thể thất bại đó, nhưng mà nó sẽ lớn lên. Không lẽ giờ mình cứ bảo bọc nó hoài, đến lúc mình đâu bảo bọc được nữa đâu. Cho cần câu rồi, bây giờ nó muốn câu ở đâu là chuyện của nó. Thậm chí muốn câu cá gì là chuyện của nó. Chứ giờ mình cứ bảo bọc nó hoài rồi mai mốt nó không có lớn lên được đâu. Nó quen đó, đúng không ạ? Đúng rồi, bây giờ là hai vợ chồng nó nói là mẹ với ba hãy cứ an duyên là mần tuổi già mẹ với ba sống đi. Còn tụi con lớn rồi, con nó đã 10 tuổi rồi, tự hai đứa nó quyết định được. Nhưng mà chú Vĩnh Lâm biết không, tại vì tôi thì tôi tiếc, là tại vì mình tài sản mình có sẵn, mình làm sẵn. Mà tôi nói chú là mười mấy năm rồi, mà ra Tết xong là hồi 19 tháng Giêng này, hai vợ chồng nó làm cái tôi chết đứng luôn á. Làm gì? Sang quán à? Không phải, nó đương kinh doanh nó mặn xong xuôi vậy đó. Thì tôi với ba nó cũng như là thấy con gì nó mặn, nó không có, nó lơ đãng, nó không có mặn. Nó mình sợ thua sút người ta. Cái tôi lên tôi rầy nó, cái hai chồng nó, chú coi, tôi biết đó, biết là hai vợ chồng nó quyết định nó sẽ dọn nhà đi. Cái xong của chú coi nó, tôi hai vợ chồng tôi ở dưới tiệm dưới, hai chồng trên này dọn đồ đi. Trời đất, tôi chết đứng mấy tháng nay luôn á. Buồn chứ chị hả? Hai vợ chồng nó dọn đồ đi hết, cháu nội tôi cũng dẫn đi hết luôn. Ông nội nó đau trở lên tới bệnh viện nhân dân gia đình này luôn đó. Ôi là trời. Mà nhưng người ta nguyên một cái chợ, người ta nói là bố sao hai cha ông bà này im ru vậy trời. Thấy con ở chỗ nó dọn nhà, dọn ra xe tải một xe luôn. Nó đi mà hai vợ chồng tôi vẫn làm thinh. Tại vì con nó tự nó quyết định nó lớn rồi. Hai vợ chồng tôi vẫn ở dưới tiệm không nói một tiếng nào. Tới chừng hai chồng đem xuống trả chìa khóa nhà cho tôi. Vậy chú tôi đau lòng dữ lắm. Bây giờ con trả tiệm lại cho mẹ. Hai chồng nó quyết định nó đi về bên thành phố Cao Lãnh, nó ở bên chú coi. Cái nhà đó của mình cho nó luôn hả? Dạ mình cho nó mà, nguyên một cái tiệm luôn. Rồi tôi hỏi chú nó đương bán tiệm gì, cái bắt đầu hai chồng đóng cửa lại đem xuống trả tiệm cho tôi nè, chú coi đó. Nhưng mà trước đó là có chuyện gì không mà sao hai vợ chồng mình quyết định như vậy? Là vợ chồng em là không có thích cái nhà tạp hóa. Tại khoảng thời gian trước đó mấy năm, khi mà em mang bầu bé thứ hai á, là chồng em bị não á chị, đầu ôm đầu rất là nhiều, là bị stress với công việc á. Khi mà bán tạp hóa là chú Quyền Linh hỉ là biết là ở chợ đó mình phải thức sớm, tối thì phải đóng cửa trễ. Cái khoảng thời gian đó là cứ lay hoay ở nhà hoài. Rồi cái chồng bị đau đầu ôm đầu suốt. Đến khi mà lên đại học y dược khám á, bác sĩ bắt buộc là phải mổ, tại trong não nó có một cái khối u mà kêu là tủ má bầm. Xong rồi cái mới chuyển qua chợ rẫy thì bác sĩ bên đây khám lại là nói là bảo là chỉ cần chích thuốc với uống thuốc thôi. Thì khoảng thời gian đó về là chồng con uống thuốc một năm trời luôn. Tối ngủ chồng cứ bị mớ á, là quơ tay vậy nè. Rồi kiểu như bây giờ là ảnh bị áp lực cho nên bây giờ ảnh không muốn kinh doanh cái nghề đó. Với lại phần thứ hai á, tụi con là kinh doanh bên mảng mỹ phẩm. Và cái TikTok thì tụi con mỗi ngày sẽ ra một cái video. Mà một cái video như vậy tụi con khi mà dựng lên á, nó sẽ rất là kỳ công. Nhưng nếu mà mẹ, kiểu như mẹ thì mẹ muốn là phía trước mẹ bán tạp hóa, phía sau con bán mỹ phẩm. Nhưng mà một ngày video tụi con làm á, rất là khó khăn. Tại vì tạp hóa thì khách cứ ra vô ra vô. Còn bên đây thì tụi con phải tập trung mỗi ngày ra video như vậy hoài thì nó sẽ không được, tụi con không phát triển được. Còn ngành TikTok bây giờ nó phát triển rất là mạnh. Nhưng mà hiện tại đến hiện tại luôn, tụi con chỉ gây dựng mới có 17 video thôi mà tất cả đều lên xu hướng đó. Cái chị biết con là cũng từ TikTok. Thì con kiểu như cảm giác kiểu hai chồng rất là vui. Tại vì công sức mình bỏ ra, con nhiều khi con ngồi con làm tiếng tới 2-3 giờ sáng luôn mà. Rồi sáng hôm sau con phải đăng cái video đó đúng giờ. Tại vì con canh cái báo thức của mình, thì đúng giờ đó con đăng một ngày xong rồi chiều con phải quay video tiếp nữa. Nói chung là rất là cực. Nhưng mà con không có tâm sự được với mẹ vấn đề đó. Tụi con phải kinh doanh nghề tạp hóa nữa. Đúng rồi. Xét về 6 năm về trước á, là em đã từng thất bại từ 2 năm đầu. Em kinh doanh một công ty khác em thì thất bại.
Và đến hiện tại thì hiện tại em kinh doanh cái sản phẩm bây giờ là 4 năm. Và em thấy là nói chung là công việc em rất là phát triển. Hai vợ chồng em mới hướng định hướng là muốn làm cái nghề này. Nó làm bên cái TikTok bên sản phẩm này nè, tôi có theo. Dạ. Nó dẫn lên trên công ty đồ này kia là tôi cũng có theo con dâu. Thí dụ giờ con mình làm thì nó phải nói cho mình biết, đâu phải tôi có một cái nhà. Thí dụ giờ nó không làm ở tại tiệm đó phải không chú Quyền Linh? Thì nó dời về đằng nhà ở hai cái. Thì bây giờ con cứ nói giờ mẹ ơi con không làm chung cái nhà này được, thì con dời, dời về nhà đằng kia thì ở cũng được. Còn này xong hai chồng dọn xong quyết xe tải chở tuốt cái gì ở bên Cao Lãnh ở bên. Rồi vui to rồi nó đem hai đứa cháu nội tôi đi luôn. Mẹ nói đúng đó con. Tại vì con ngại con nói chuyện với mẹ thôi. Chứ đúng ra mẹ rất là thương con. Bởi vì sự bảo bọc của mẹ cho con đó. Mẹ có rất nhiều điều kiện để tạo cho con dâu. Nhưng vấn đề là con ngại con chia sẻ với mẹ thôi. Ở đây thật ra không ai có lỗi cả. Mẹ rất là thương con. Mẹ muốn hỗ trợ con hết sức mình. Vấn đề mẹ không biết con làm cái gì để mà hỗ trợ. Còn con cũng rất là yêu thương mẹ. Nhưng con ngại con nói ra. Rồi mẹ lo. Mẹ không cho con làm cái nghề của con. Thành ra con không nói với mẹ thôi. Vậy thì mỗi người lại có một cái khoảng cách đó. Rồi tự khóc một mình. Rồi tự tủi thân một mình. Đúng không con gái? Đúng là cũng như nó không có mở lòng. Đó. Nó không mở lòng nên thành ra tôi cũng không hiểu. Thí dụ như về chồng nó về nói mẹ ơi con cần 150-200 triệu là tôi đưa liền. Đó. Thôi phải chi con mở lòng con nói cho mẹ biết. Bây giờ mẹ ơi con vợ con kinh doanh thiếu cái gì cái gì. Miễn tôi nói tới cái bắt đầu nó nói nó muốn làm gì làm. Cái mình nói nó cái nó nói giờ mẹ muốn cần con trả lời mẹ. À. Rồi thí dụ chồng nó về cái nói mẹ ơi bây giờ con bằng cái đó con thiếu con muốn kinh doanh bên đó vậy. Mẹ đưa con 150-200 triệu thì tôi đưa liền. Chị xui tôi cũng vậy luôn. Là hai bên đều giúp đỡ cho hai đứa. Nếu mà nói ra là xin mượn tiền mẹ để làm ở công việc khác thì sợ cô không cho, cô không đồng ý thì nhiều khi là hai anh chị không có dám chia sẻ với cô. Rồi nó sợ mẹ. Nhưng mà cũng như quá. Là nó ngại. Hồi đó tới giờ là nhà tôi là dù khá giả nhưng mà không có ăn cơm gia đình. Không phải được phải chị. Bây giờ á sau câu chuyện ngày hôm nay đó, chị với ông xã, với con trai, với con dâu hoặc gia đình chúng ta phải họp lại với nhau ít nhất một tuần lễ, cùng cực lắm một tháng đi. Tôi phải có bữa cơm gia đình, tất cả quây quần. Thật ra thì tụi nó ở gần chị mà. Mẹ con ngồi với nhau làm bữa bánh xèo, làm bữa gì đó, làm cái lẩu mắm, lẩu cua đồng gì đó, ngồi ăn với nhau mà vui với nhau. Thí dụ nó nấu cơm. Nó nấu cơm là tôi với bà nè. Nhưng mà tôi nấu là hai chồng nó không ăn. Là cũng như là không vừa khẩu vị hay gì vậy đó. Thí dụ mình kể lên mình là... thấy con mình lên mình tiếp đồ này không, kia vậy. Không, hồi đó giờ là con không ăn cá được. Nhưng mà ba mẹ rất thích ăn cá. Nhưng mà con có thể nấu cá được cho ba mẹ dù con không niêm. Nhưng bữa nào thì chị nấu cũng có miếng thịt vô cho nó hồi nãy. Không, mẹ cũng có nấu, mẹ nấu thịt là con ăn. Ăn bữa cơm gia đình chung với nhau dạ. Đi con. Con cũng rất là thích ăn mà kiểu như gia đình sum vầy là con rất là thích. Tại đó giờ là sinh nhật này kia trong nhà con thích tổ chức cho từng người luôn. Chứ khi phải là... mà chương trình phát sóng á, chúng ta sẽ xem lại câu chuyện ngày hôm nay. Rồi tự mỗi người chúng ta sẽ thấy mình thiếu cái gì trong đó. Dạ. Và chúng ta sẽ kết nối lại. Không muộn đâu. Đó, hai cháu nội tôi đó, thằng này nè. Đó, dạ, thằng này là thằng này là ông nội nó cưng nhất luôn nè. Vậy đó hả? Cưng lắm. Về thì cháu nội phải rủ ông nội đi chơi nè. Rủ ông nội đi ăn nè nha. Đẹp trai quá trời đất luôn. Hai thì thằng trai cũng đẹp trai luôn á. Nói y chang ba nó không xê chút nào chứ. Nói mẹ bớt đi. Bớt việc, bớt việc. Quan trọng sức khỏe thôi con. Ha, con ít nói với mẹ lắm đúng không? Dạ, không có tâm sự. Tại sao vậy? Giống như là kêu bằng không có quan điểm không có giống nhau. Bây giờ con gái chủ động luôn. Con với mẹ con có thể nói được nè. Có với con ruột rồi còn nữa, 12 năm làm dâu rồi. Bây giờ bắt đầu từ hôm nay theo chú là không có khoảng cách nữa nha. Dạ. Muốn nói gì cứ lại nói thẳng với mẹ. Nhân dịp hôm nay có chương trình mẹ chồng nàng dâu, con muốn gửi tặng cho mẹ món quà. Và đây là cái lá thư mà con tự viết. Rồi con gái đọc luôn đi nè. Con nhờ chú đọc giùm con. Bác đại chú Quyền Linh ha. Chú quan trọng chú đọc được không? Gửi tặng mẹ, người mẹ thứ hai của con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra một người con trai quá hoàn hảo. Dẫu anh ấy bây giờ có tha thiết yêu con thì vẫn chẳng ai thay thế được mẹ đâu mẹ à. Mẹ chẳng cần phải buồn phiền khi thấy anh ấy quan tâm và lo lắng cho con. Vì trước khi làm những gì điều ấy cho con, anh luôn nghĩ về mẹ trước hết. Con thiếu sót điều gì thì mẹ mong mẹ chỉ dạy. Chỉ cần những điều con làm được, con sẽ cố gắng để mẹ vui mẹ nhé. Mong mẹ hãy vui vẻ những năm tháng sau này, khi
có vợ chồng con bên cạnh. Con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ thấy sao? Cảm ơn con. Thấy chưa? Mẹ muốn nói gì không? Mẹ cảm ơn hai đứa, nhưng mà cái là tại mẹ tiếc quá mà bỏ uổng. Nên thành ra ví dụ như có giây phút nào mà con cái như là tiếp được mẹ với ba thì tiếp. Chứ giờ tôi xuân công tiếc việc quá à cho Linh à. Không bỏ được chữ tiếc hả? Không, không bỏ được chữ tiếc. Dạ, xin cảm ơn gia đình mình đã dành thời gian đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Còn bây giờ Lê Lộc và Quỳ Linh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.